Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em đã lại kênh của Sinh Mới Xe Cầu Áp nha. Huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay thì mình có làm lên và ráp lên một bộ máy rửa xe Italia nha. Dòng máy quý nha, Italia. Quay cụ thể cho anh em xem nha. Rồi, thì trước tiên vào video thì mình xin chúc toàn thể anh em xem video clip có một tối tràn đầy niềm vui nha. Mọi sức khỏe. Chuẩn bị cho một ngày mới thật là tốt lành nha. Thì hôm nay thì mình có giới thiệu cho anh em nha. Giờ mình sẽ giới thiệu đi vào chi tiết nha anh em. Đầu tiên là giới thiệu cái đầu nén trước nha. Đầu nén là XTA 13.14 nha. Đó, áp lên 153 3.7. 3.7 vòng tua là 750 nha. 13 lít trên 1 phút nha. 3 lít trên 1 phút. Dòng này là dòng tiên sứ 18 ly nha, tiên sứ 18 ly. Lưu lượng nước là 13 lít trên 1 phút. Áp con này là chạy lên được 120 nha, 120. Thì với lưu lượng nước này thì với mức áp như thế thì anh em xài rửa xe máy xe ô tô nha, rửa xe máy xe ô tô và xe tải xài gia đình vẫn được nha anh em. Đó là ngon luôn, chạy rất là êm luôn nha. Này thì mình có gắn tay hồi Italia nha, tay hồi Italia. Đó, tay hồi này là xài súng rất là nhạy luôn nha, các súng rất là nhạy luôn. Này thì có lọc nước nha, lọc rác bằng inox luôn nha, inox chạy rất là êm rồi, inox nè. Đó, lọc nước bằng inox nha. Con này thì được lắp bởi cái motor là motor Spline nha, motor này là 3.7, mình đã đấu qua điện một pha nha, 3.7 mình đấu qua điện một pha, chạy 220, chạy với mức áp 120 là ampe là 14, 15 ampe là chạy ok nha. Đó, chạy rất là mát máy luôn. Đó, xíu mình sẽ test máy cho anh em xem nha. Con này là chạy lắp, mình lắp cốc âm nha, cốc âm này là lắp là chạy rất là êm luôn nha anh em, rất là êm máy luôn nha. Ở cốc âm thì dòng này là dòng chạy cốc âm nên mình có tiện mà bít, mình lắp mà bít nha, lắp mà bít cố định cái đầu rửa xe mình nha anh em, và máy nó chạy không tải rất là êm luôn, rất là êm luôn nha. Đó, dây thì này thì mình có khớp nó nhanh hết nha, khớp nó nhanh hết nè, dây súng có khớp nó nhanh luôn nha. Đó, súng có khớp nó nhanh luôn nha anh em, khớp nó nhanh nè. Đó, cờ này có khớp nó nhanh, tháo ra tháo vô được nha. Đó, tháo ra tháo vô được, anh em xài tháo ra tháo vô nha. Đó, rất là gọn luôn. Rồi, lắp lên cái khung máy 4 bánh xe đẩy rất là nhẹ nhàng luôn nha. Đó, này có khóa bánh xe nữa nha anh em, này có bánh xe khóa nha, anh em xài đĩa cố định là khóa lại. Đó, máy chạy rất là êm luôn. Rồi, giờ mình sẽ đi vào chi tiết mình test máy nha. Đó, anh em thấy không, thấy máy chạy không tải không, rất là êm luôn nha. Đó, chạy rất là êm luôn. Con này thì chạy bét 1 ly 2 nha. Đó, áp đang lên 120 nha. Các súng này máy chạy không tải rất là êm luôn nha. Này, anh em lấy xe máy xe ô tô nha anh em. Đó, xịt xe máy nè, xịt không chạm nha anh em. Anh em mà xài mà rửa xe không chạm nha. Đó, nó phun ra. Máy chạy không tải rất là êm luôn nha anh em, không bị đĩa nước xì xẹt gì nha. Đó, chạy rất là êm luôn. Thank you.
anh em rửa xe máy, xe ô tô rất là ngon luôn nha. Máy chạy không tải rất là êm luôn nha anh em. Này nước nó đã băng vô nha. Đó, chạy rất là êm luôn. Đó, anh em thấy không? Quá êm, quá đã luôn nha. Rồi mình tắt máy nha anh em. Đó, máy chạy rất là mát máy luôn nha. Đó. Rồi, thì anh em nào cần thì hãy liên hệ nha. Mình có thể lắp ráp lên cho anh em theo nhu cầu của anh em nha. Rồi cảm ơn anh em đã xem hết video clip mình nha. Anh em xem xong nếu thấy hay cho mình like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi hẹn gặp lại anh em các video clip khác. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.